Hội Nguyên mà nó tên Nissan New Keso. Hôm nay mình làm một cái clip này á, mình nói thế này tại vì trong lúc mình làm được á, thì cái đây là ship, đây là ship, thì maximum á, tỷ lệ bullet á là nó bỏ xuống á là nó overweight, nó là nó hơn, nó nặng hơn, thì là khi mình giặt á thì ở ga ở ngoài kia á các bạn, khi mà qua ở ngoài liên sai á chứ là gì là cuốn nè, nhưng mà nó nhiều quá là nó sẽ bị đầu quét, khi mà sản phẩm ra nó bị ướt. Thì đây các bạn coi, đây là cái bảng này, thì đây maximum là 135 là tận 80 phút, nhưng mà nó ô vài như vậy là nó không đúng. Đây bạn thấy không, là không đúng, nó là phải đi sơn bên đây. Đây các bạn, đây trả về để thả xuống rồi lấy nha. Đây là mình làm cái video này, thầy anh nói